Xin chào quý anh chị bạn đến với Khang Kiên ha, sửa thiết bị thí nghiệm com.vn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là dịch vụ sửa chữa máy đo trong sữa ha, Ecomil Scan, Ecomil Ultra Pro hoặc là những cái dòng Ecomil Total các bạn. Cái dòng sản phẩm này nó sẽ kiểm tra các phân tích sữa, đếm các cái tế bào soma, hoặc là phân tích cái điểm của sữa cũng như là đo pH trong sữa này kia ha. Thì sau nhiều năm sử dụng thì nó sẽ có những sự thay đổi cũng như là hư hỏng về thiết bị ha. Đó, những cái dòng này sử dụng mà trên 10 năm rồi các bạn sẽ bị hư. Như dòng này là đang hư màn hình. Đây là cái module màn hình này sẽ được sửa chữa thay thế bởi Khang Kiên ha. Hay là bị hư các cái điểm sensor hoặc là không lên nguồn hoặc là bị lỗi quá trình đo không đáp ứng ha, thì đều được sửa chữa tại Khang Kiên các bạn. Đó, Khang Kiên sửa thiết bị thí nghiệm com.vn. Đây, các cái số hotline trên màn hình này, người ta có thể liên hệ để sửa chữa ha. Đó, về tất cả các cái dịch vụ về các cái dòng Ecomil trên thị trường các bạn. Khang Kiên ngoài sửa chữa các cái dòng về phân tích sữa hoặc là về thực phẩm cũng như là sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm hóa dược các bạn. Đó, kiểm nghiệm trong vật lý, hóa học. Đó, thì các bạn có nhu cầu sẽ liên hệ công ty Khang Kiên ha, để được giải quyết các cái nhu cầu về sửa chữa và khắc phục các cái lỗi để chúng ta có thể sử dụng và tiếp tục sử dụng, tiết kiệm các cái chi phí ha. Đó, các bạn có thể truy cập website sửa thiết bị thí nghiệm com.vn và liên hệ hotline đây như trên màn hình, có thể được tư vấn tốt nhất về các cái dịch vụ cũng như là giải pháp về sửa chữa ha, kết cấu bên trong của cái máy đo sữa đó, nhân vi xử lý là motor. Cái dòng mà đến tế bào Soma này nó sẽ có cái motor đi kèm, chúng ta có thể đo. Ngoài ra thì có bán các cái sản phẩm mới các bạn, sản phẩm mới có sẵn trên thị trường hoặc là các cái dung dịch đếm tế bào hoặc các cái phụ gia để phân tích sữa, các bạn có thể liên hệ với Khang Kiên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau ha.